ta chỉ uống rượu và các chất say. Quý lạc phô chạc nam quý ra mất đi thì có bức thân xâm mất giáo mi. Còn xin quý vị điều học là quy tánh xa sự nói dối sự là sự là na chỉ ta qua đi ta vi su cà đa sanh nam ma la gan tham vi le ban na tha ra nam an đề na vi phu sanh na tha nam vừa là mệnh đi sẽ có bất năng sanh ma giáo mi. Còn xem bây giờ học là quý tánh xa sẽ múa hát thuộc càng đền xem múa hát nghe đường càng trang điểm tô bạc thơm dù phẩm và đeo chẳng hoa. Uôn chai xây dựng năm mà hai xây dựng nam về làm anh đi sẽ có sâm ma đi giao mi. Còn sư mấy điều học là quy tánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana veramani sikkhapadang. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameryamachappamadatana veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Ukalapho chana veramani sikkhapadang. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn giấy giờ. Nachagitawa ditawisu kadasanamalagantawile panatharan naman danawifu sanathana veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học và cố ý tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa bột thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucchasaya namaha sayana veramani sikkhapadang sammadiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang Atthangasamanagatang Buddhapanatang Uposatthang Imancharatting Imanchadivasang Sam Madewa Apirakhitung. Con xin thọ trì bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. Imani atthasikabbadani upposatthasilavasena imancharatting imanchadivasaṃ sādhukaṃ kattvāṃ appamādena samarakkhitappaṃ. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải đang bây giờ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, mất phần T, dạ xin vâng. Sile nasugatin yon ti sile napo kasambadai sile nanikutin yon ti tasmai silang so thayem. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới, được giàu sang cũng nhờ diệt giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thay, con xin sám hối trước tam bảo.
Uttamang ghe na wan de hang pa la pang sung qua rú tamang Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ quy trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cầu xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng tham mang cha du vi thang qua rằng ameyo khali to do so tham mô hamatu tang mang mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cú xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang sang ghe yo khali to do so sang kho kha ma tu tang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhaṃ sabba dhammaṃ sabba saṅghaṃ lupāvena sadā sothi bhavantu tên tất cả hạnh phúc hằng cho đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Sa thú lành thay, và con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kam mang ka tat bang kiri yang mamaka ye na wa cha manasa tidase sugatang katang ye sa ta sa ni no a thi ye cha sa ta sa ni no katang punya palang mai hang pha be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa Bất nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân hữu ý của tôi để tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồ tu nhà ta dô. Y đằng vô ta mê bù nhàn à sa quá khá dô quá hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Và bây giờ cũng đã đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính nhường mic lại cho sư Nam Mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Mình chào cô tu nữ tuệ duyên, mình chào quý chánh ngộ, sĩ quyển mộng, sĩ meta, sĩ cồng nhiệt, sĩ chân thư, sĩ nhật quỳnh, sĩ kiêu nhung, sĩ thiền vũ, sĩ như quang, sĩ khà, sĩ chi lâm, sĩ kim và Sita Man.
Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 311. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawandami Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sapakaru Hichet Thakolo Katsasathai Cha này giác gần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lực. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Nam mô Bát Địa Bồ Tát Sa Sát Thu Nô Lô Ca Nam Thá Sa Vi Na Ca Rô Cô Tắc Văn Nhu Bút Thóc Bát Tí Phù Tí Sanh Nhá Tô Quần Đà Má Hành Tầng Ná Rắp Phù. Cha này giác tầm pháp bảo quy như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màn vô minh phá tan làm đặc chúng sinh, để dùng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô với số thô thuốc các tác sát sa quắc vô sách tha thuốc ca mô rắc hồng mất sách các vô nhìn đà bất sẵn sa đi á nà đá rô quá rô hoành đà mất hành tầng đá rắc phù. Trên này giác cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin lệnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy gia. Còn tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 311. Trước tiên là vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm. Câu Phật ngôn 311 với một câu ngắn gọn như thế này, thì quý vị phân tích trước ha, trường âm và đoạn âm. Để rồi khi đó chúng ta nhìn vào mặt chữ, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ vựng sau ha. Trường hợp phân tích về trường âm và đoạn âm thì cái phương pháp nó như thế này, rất là ngắn gọn. Ví dụ câu 1, câu 2 ha. Chúng ta phân tích một lần hai câu xong rồi chúng ta đọc lại. Cú sô giác đúc ca hị tô cú là đoạn âm, xô là trường âm thông thường, giác là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gã hi là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Rồi chúng ta tiếp câu 2. Hát tham mê và nu cần ta ti. Hát là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, nút là đoạn âm, canh là trường âm nhấn, tác tí là hai đoạn âm. Bây giờ chúng ta ôn là hai câu này. Cú sô giá tha đúc ca hi tô hát tham về và nút canh tác tí. Chúng ta đọc lại hai câu ha. Rồi bây giờ qua câu số 3. Sa man nhân đúc ba ra mắt thần. Sa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi câu cuối cùng. Ni ra ya yu bát cát tha ti. Ni ra là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, du ba là hai đoạn âm, cách là trường âm nhấn, tha tí là hai đoạn âm. Và chúng ta đọc lại hai câu sau.
Samanyang duk paramattang nirajayu bakkathati. Và chúng ta đọc lại một lần nữa toàn cái câu Phật ngôn 311. Kuso yatha dukkhito hatthame va nukantati samanyang duk paramattang nirajayu bakkathati. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành à, chứ không phải nói rằng cái câu này, câu số 1 không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm à, thôi bỏ ha, không có thì nó làm cái gì. Thì bây giờ cái gì chúng ta thấy có à, chúng ta biết nó là cái loại gì thì chúng ta cứ nói theo cái câu đó à, chứ không phải là cái này thiếu cái kia thừa ha. Rồi phương pháp như vậy quý vị à, áp dụng ha. Rồi bây giờ đầu tiên á, xin mời Huynh Chánh Ngộ ha, một tuần Huynh Chánh Ngộ đến có một lần ha. Vậy thì phân tích theo cái loại này Huynh Chánh Ngộ à, áp dụng được không? Alo, xin mời bàn tay Huynh Chánh Ngộ phân tích cái kiểu này ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Nam Mô Đàm Mài, Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ, con xin phân tích hai câu đầu của câu Phật ngôn 311. Kuso yatha duk gahito hatha me wa dukkan ta tí. Dạ. Kú là đoạn âm, so là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gá hí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Đó, câu này thì có ba trường âm thông thường và một trường âm nhấn, còn lại là bốn đoạn âm. Hát tham mê qua nút can ta tí, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, can là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm. Câu này có hai trường âm nhấn và hai trường âm thông thường, còn lại là đoạn âm. Con xin xuống mic. Alo, 123, 123. À, gì mà sĩ kiếm nó vẫn giữ vững lập trường cũ. À, phân tích một lần bốn câu theo cái câu Phật ngôn 311. À, cho nên sĩ Như Quang đưa lên có hai câu, thì chỉ biết có hai câu đó mà thôi. Bây giờ chúng ta đưa lên một, nguyên một bài như thế này, thì tất cả là bốn câu. Thì bốn câu như vậy thì chúng ta phân tích à, khi mà phân tích xong hai câu thì chúng ta ôn lại, rồi phân tích hai câu sau chúng ta cùng ôn lại, và chúng ta đọc lên toàn bài của câu Phật ngôn này à. Thôi bây giờ mời Sister Man áp dụng phương pháp này, coi Sister Man à, đã thuần thục chưa, xin mời. Alo. Dạ, trước tiên con xin kính lễ sư và kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phân tích câu số 311 theo sự hiểu của con. Kuso yatha dukkhito hatthame va nukantati. Kú là đoạn âm, so là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm nhấn, à tha xin lỗi, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn,
Xá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, va là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, canh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, tý là đoạn âm, cú sô giá tha đúc gái đồ hấp tha mê và nú canh tá tý. Câu 3 và câu 4. Xa manh năng, xa xa manh năng đúc ba ra mắt thằng ni ra già du ba cấp thá tý. Xa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní rá là hai đoạn âm, ra là trường âm thông thường, dú là dú bá là hai đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá là trường âm, thá là đoạn âm, tý là đoạn âm, xa manh nặng, xa manh nhằng, đúp ba ra mắt thằng ní ra già, ní ra già du ba cách thá tý. À, con xin đọc lại bốn câu. Cú sô giá tha đúc gây đồ hấp tha mê và nú cầm tá tý. Xa manh nhằng đúp ba ra mắt thằng ní ra già du ba cách thá tý. Dạ, con xin hết, xin sư sửa bài giùm con. À, sa thủ phương pháp giống như Superman vừa trình bày ngắn gọn, và chúng ta cảm thấy rằng phân tích đọc được là quan hỷ à, nhưng mà đọc đúng à, phân tích ngắn gọn cái kiểu nó là như vậy đó ha, bởi vì áp dụng như vậy đi để rồi chúng ta rút ngắn thời gian à, thấy Sĩ Kim Nhung à, đưa tay rồi. À, thôi thì bây giờ mời Sĩ Kim Nhung luôn. Alo, Sĩ Kim Nhung. Dạ, alo. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con không biết con rờ cái nào mà nó thành giơ tay chứ con chưa giơ tay ạ. Con nhưng mà con cũng làm luôn. Con xin phân tích câu 311. Cú sô giá thà đúc gahito hát tha mề và nú cằn tát tý. Cú là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gá hí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, can là trường âm nhấn, tá tý là hai đoạn âm. Cú sô giá thà đúc ga hi tô hát tha mề và nú cằn tá tý. Xà mành nhằng đúc ba rà mắt tằng ni ra già du ba cát tha tý. Xa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhấn, nhăng là trường âm giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, pá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní rá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, dú là đoạn âm, pá là đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá tý là hai đoạn âm. Xà mành nhằng đúc ba rà mát thằng ni ra già du ba cát tha tý. Cú sô gia thà đúc ga hi tô hát tha mề và nú càn ta ti xà mành nhằng đúc ba rà mát thằng ni ra già du ba cát tha ti. Dạ con đã đọc xong, con xin sư góp ý. Dạ con xin xuống mic.
Dạ, con xin kính đảnh lễ Thượng Tri Đức, con xin kính chào đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 311. Kuso yatha dukkhito hathameva dukkhantati. Cú là đoạn âm, so là trường âm thông thường, giá đoạn âm, tha trường âm thông thường, đúc trường âm nhấn, gá hí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê va là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, khăn là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm. Cú sô gia tha đúc gá hí tô hát thá mê va nú khăn tá tí. Sa man nhang đúc thá ra mát thăng ni ra du ba cát thá tí. Sa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní ra là hai đoạn âm, ya là trường âm thông thường, dú phá là hai đoạn âm, khát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Sa man nhang đúc phá ra mát thăng ni ra già du phá cát tha tí. Cú sô giá tha đúc ra hi thô hát tha mê và du khăn tha tí. Sa man nhang đúc phá ra mát thăng ni ra già du phá cát tha tí. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Thà, Gia Nam mô Tham Mà, Gia Nam mô Sang Thà Giá, và con kính lãnh sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài 311. Kuso Gia Thà Dukkha Hito. Cú là đoạn âm, so là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gá hí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Hát tha mê hoa nú cành tá tí. Hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, hoa là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, nú là đoạn âm, canh là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm. Cú sô giá thà đúc gá hí tô hát tha mê hoa nú cành tá tí. Sa man nhân đúc bá na mát thăng. Sa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, và thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ni ra già đúc ni ra già đú ba cát tá tí. Ní rá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, dú bá là hai đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá và tí là hai đoạn âm. Sa man nhân đúc bá na ma thần ní ra già đúc bá cát thá tí. Cú sô giá thà đúc gát hi tô hát thà mê hòa nú cành tá tí. Sa man nhân đúc bá na mát thần ni ra già đúc bá cát thá tí. Dạ, con xin trao mít lại cho vị kế tiếp. Lô xích hà phân tích thì đúng, nhưng mà khi mà đọc lại thì coi như sai một chữ. Câu số 2, hát tha mê hòa nú cành tá tí, hát tha phân tích thì chính xác, nhưng mà khi đọc là hát tha của đế,
Rồi, đúng rồi. Bây giờ mời quý vị tiếp tục. Trước lá mùa xuân đâu mất tiêu rồi, hay là thấy qua mùa hạ rồi chứ là không xuất hiện nữa hả? Alo, ủa đưa tay liền hả ta? Dạ con chào sư, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con chào chào trạng. Con xin đọc câu Phật ngôn 311. Cú sồ giá thà đất gáy cầu. Con đọc lộn. Cú sồ giá thà đất gáy cầu. Hát tha hát tha mề hòa nút cần tách tiết. Cú là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, rất là trường âm nhấn, giá hí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, qua là trường âm thông thường, nú là đoạn âm, canh là trường âm nhấn, tá tý là hai đoạn âm. Con xin đọc lại hai câu. Cú sô giá thà đất giá hí tồ hát tha mề hòa nú cành tá tý. Cú sô giá thà đất giá hí tồ hát tha mề hòa nú cành tá tý. Câu 3, câu 4. Sa man nhân đức đức ba đức ba ra mắt thần sa man nhân đức ba ra mắt thần ni ra già giúp bác cách thác tiết ní ra ní ra già giúp ní ra già giúp bác cách thác tiết giúp bác cách thác tiết xa là trường âm thông thường, man là trường âm nhấn, nhăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đức là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní ra là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, du bá là hai đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Con xin đọc lại hai câu này. Sa man nhân đức bá ra mắt thần ní ra già du bát cát tha tí sa man nhân đức bá ra mắt thần ní ra già du bát cát tha tí. Con xin đọc lại bốn câu. Cú sô giác tha đất giá hi tô hát tha mê hòa nú cành tách tí sa man nhân đức bá ra mắt thần ní ra già giúp bác cách tách tí dạ con xin hơi hết con xin xuống. Alo, 123, 123, xin chiếc lá mùa xuân. Không được tự tin nơi câu đầu tiên. Đúc gahi tô đúc. Còn ở sau là đúc. Ở sau là đúc ba ra mắt thần. Ở trước là đúc gahi tô. Thì cái chỗ chữ đúc này đọc không được rõ ràng, không được tự tin ha. Cố lên.
Bây giờ chúng ta phân biệt này, nó là trường âm nhấn à. Trường âm nhấn chữ re này á, hai chữ re chúng ta đọc như hai chữ ca, giống như hai chữ ca này. Đúc Gahito. Còn ở sau chữ đúc Paramattha à. Hay ở sau thì đọc nó dễ hơn ha, nhưng mà ở trước này chữ đúc Gahito ha. Rồi mời quý vị tiếp tục. Alo, bàn tay ai đưa lên? À, sư cô biển lầu qua à, hôm nay chắc biển động à, cái này mới mới trôi dạt vào trong cái room này, chứ bình thường thì coi như ai ai ấy, chứ không phải là sư cô biển. Rồi mời sư cô biển câu 311 phân tích làm sao đây, còn nhớ hay đã quên à, chắc quên rồi ha. Rồi, mời vị khác. À, mời sĩ Kim. Rồi, thấy phân tích này khó quá. Trên này thấy ai cũng cũng thấy khó khăn quá hả? Rồi, thấy bàn tay rồi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Sư phân tích trước hết trơn hết trời rồi, sư còn kêu căng làm cái gì nữa, mấy người đó tại mới làm biến không 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 nói lại thôi, chứ sư đọc sư phân tích trước hết trơn hết trời rồi, còn gì đâu nữa đâu. Con làm con cũng theo làm lại. Con phân tích làm theo kiểu mới của sư đó. Kinh Pháp Cú câu 311. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe nghe rõ ràng. Thôi con đọc đi để sư nói nói gì, nói cà kê dê ngỗng, nói chuyện ngoài quyện không mà. Rồi tới con ếch nữa, thôi con đọc cho rồi đi. Khú sô giác khú 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 sô giác thà đúc gahi tô hát tham mê hòa nút khăn tá tí. Khú là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhắn, à, gá hí là hai đoạn âm tô, cái tô không phải đâu, tức gá hí là hai đoạn âm tô là trường âm thông thường chứ không phải là cái chén. Hát tha mê qua nút khăn tá tí, hát là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, mê qua là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, khăn là trường âm nhắn, tá tí là hai đoạn âm. Đọc lại hai câu này. Khú sô giác tha đúc gá hí tô hắc tha mê hòa nú khăn tá tí. Rồi đọc hai câu tới, hai câu sau, câu ba, câu bốn. Sa manh nhằn đúc phá ra mắt thằng ní ra già giúp phát khắc tá tí. Sa là trường âm thông thường, manh là trường âm nhắn, nhanh nhanh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con có thấy một ruồi là con nhớ trường âm một ruồi, sư ra con nữa. Đúc là trường âm nhắn, tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mắc là trường âm nhắn, thân một ruồi nữa, ba cái một ruồi luôn, chữ này luôn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa manh nhăn đúc phá ra mắc thằng ní ra già giúp phá khắc tha tí. Ní rá là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, dú bá là hai đoạn âm, khắc là trường âm nhắn, há tí là hai đoạn âm. Rồi con đọc từ đầu đến cuối bốn em luôn. Khú sô giác thà đúc ca hí tô hát tham mê hòa nú khăn tá tí xà mạnh nhằn đúc phá ra mắt thằng ní ra già giúp phát khắc tá tí. Rồi con xong chuyện rồi đó. Này để đọc tiếng Việt Nam chứ sư, của sư Hòa Thượng Thích Minh Châu đọc. Như cỏ sa vụn nấm tắc bị hỏa đứt tai, hạnh sa môn tà vại tắc bị đọa địa ngục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết. Sao không thấy sư cho con bông hoa vậy trơn mà con cũng đâu có nghe gà gái gì đâu, chắc có sai rồi đó. Thôi con trả máy lại xin sư sửa đi. Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ ha? Đây, sĩ Kim trình bày, quý vị thấy đúng hay là sai? Bây giờ hỏi sĩ Kim. 7 trừ cho 2 cộng 3. Đây.
bảy trừ cho hai cùng ba. À, Sĩ Kim nghĩ sao? Alo, à, sao Huynh Chính Ngộ cười? Rồi, Sĩ Kim trả lời đi, 7 trừ cho 2 cùng 3. Dạ, con thấy trên YouTube cái cô giáo lớp lớp mấy giờ, lớp 1, lớp 2 gì đó, 8 trừ cho 2, cộng cho 2 gì đó là bằng 6 đó. Con thấy trên YouTube người ta chửi dữ lắm rồi đó. Trời ơi, 7 trừ 2 mà còn gì á, 7 còn 5 xưa nay. 7 trừ cho 2 cộng cho 2 là bằng 5 đi. Người ta sẽ chửi cho thúi đầu đó. Trời ơi, nói tới đỉnh cao trí tuệ ha, là không thể kể chuyện đó. Con thấy là nghèo bền vững đó sư, nghèo bền vững luôn vậy đó. Con nhớ lúc mà việc cộng vô năm 75 á, nhà Bảo Sanh Từ Vũ nó để cái bảng lên, nó ta tháo đó để bảng lên xưởng đẻ. Bà con chửi quá trời luôn. Chạy ra coi thấy chữ xưởng đẻ, con nói sao không đè chữ chạy đẻ luôn đi. Còn mấy chỗ mà cục đường sắt, cục đường biển, cục nữa, con nói còn thiếu một cục, hỏi cục gì, cục cất đó. Con không dám không biết nhiều nữa, thôi con trả máy lên cho sư hả. Alo, 7 trừ 5 bằng 3, Sĩ Kim tính sao đây hả? Nói chuyện gì tào lao không à? Không có đi vào chủ đề gì hết á. À, bây giờ hỏi quý vị sao? Sĩ Kim nó bó tay rồi kìa. Sĩ Kim cầm được micro tức là tay chưa bị bó. Mà bây giờ bó toàn thân luôn hả? Quý vị có ý kiến thế nào với cái đáp án này, 7 trừ 5 bằng 3? Xưa rồi á, chiếc máy ta nó xưa rồi, đó là hồi năm 1900 hồi đó. Cái này cũng là một câu chuyện xưa rồi. Rồi, xin Nhật Quỳnh trả lời, trời ơi, hay quá. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Ô số khá không nghe. Dạ cảm ơn Ngài Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính cô tu nữ tệ duyên. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Biển, cảm ơn Tâm Pháp. Dạ con không có trả lời mấy câu đó đâu Bạch Ngài. Con nên con xin trả bài. Này mới quan trọng đối với con. Dạ, con xin được trả bài. Câu phúc của kinh 311. Cú sô gia tha đúc gia hi tờ hát tham mê qua lu cành tá tí. Cú đoạn âm sô trường âm thông thường, gia đoạn âm tha trường âm thông thường. Đúc trường âm nhấn, gá hi hai đoạn âm tô trường âm thông thường. Cú sô gia tha đúc gia hi tờ hát trường âm nhấn, thá đoạn âm, mê qua hai trường âm thông thường, nú đoạn âm, canh trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, hát thá mê qua nú canh tá tí. Cú sô gia tha đúc gia hi tô hát thá mê qua nú canh tá tí. Sa manh nhăn đúc ba ra mát thẳng ni ra già du bắc canh tá tí. Sa trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, năng trường âm nhấn, đúc đúc đoạn đúc trường âm nhấn. Con sai rồi, con xin đọc phân tích lại. Sa trường âm thông thường, manh trường âm nhấn, năng nhăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đúc trường âm nhấn, bá đoạn âm, ra trường âm thông thường, mắt trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sa manh nhăn đúc ba ra mát thăng ní trường âm ní ra hai đoạn âm gia trường âm thông thường dấu bá hai đoạn âm các trường âm nhấn thá tí hai đoạn âm ní ra gia dấu bá các thá tí sa man năng đúc ba ra mát thăng ní ra dấu bá các thá tí cú sơ gia tha đúc gia hi tờ hát tham mê qua
Nukantatisa man nhận đức para mat thằng niraya yuvakan hati. Dạ con có sai, ngài chỉ dạy cho con và cảm ơn đạo tràng và mời su khá đức khá và mời vị nào chưa trả bài xin lên trả bài ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Nguyễn, cô Như Quang. Các cô cho con biết tín hiệu. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Nguyễn đã gọi con lên. Con vừa vào vừa ngủ dậy. Dạ, con xin đọc và phân tích cô pháp cú số 311. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con kính đảnh lễ thượng đại trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích ạ. Kuso jatha duk gahito hatha me wa lukan ta tisa man nhang dup ba la mat hang ni ra ra zupa kat Hati. Cú là đoạn âm, sô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thông thường, đúc là trường âm nhấn, gá tí là hai đoạn âm, tô là trường âm thông thường, hát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, mê qua là hai trường âm thông thường, nú là đoạn âm, căn là trường âm nhấn, tá tí là hai đoạn âm, sa là trường âm thông thường, măn là trường âm nhấn, nhăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, úp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, mắt là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ní giá là hai đoạn âm, ra nhìn lại ra là trường âm thông thường. Chú là đoạn âm, chú bá là hai đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Cú sô giá thà đúc gá hi tù hát thá mì hòa lúc cằn tá tí xà mằn nhằng đúc bá già mát thằng ní giá già giúp. Dù ba cát tha tí. Con nhìn lại. Dù ba cát tha tí. Dạ, dù là đoạn âm. Dù ba là... Dạ, con xin phân tích lại đoạn số 4 là ní giá là hai đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Rú bá là hai đoạn âm, cát là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ. Dạ, con xin đọc lại ạ. Cú sô giá thà đúc gá hi tù hát thà mì hòa núc cằn tá tí xà mằn nhằng đúc ba già mắt thằng ní giá già du ba cát thá tí. Như cỏ xa vụng lắm tất bị họa đứt tay hạnh sa môn tà vậy. Tất bị đọa địa ngục, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và đọc xong ạ. Dạ, có sai chỗ nào con kính xin sư sửa sai ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá Dạng, cảm ơn cô Như Quang. Dạ con phố biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ trí đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 311 ạ. Cú sô giá thà đúc gá hí tô hát tha mê và nút càn ta tí xà nặn mặn nành đúc ba ra mát thành ní ra già du ba cát tha tí cú sô giá thà đúc gá hí tô hát tha mề và nút càn ta tí xà mặn nhằn ba ra mát thần ni ra già du ba đát du ba cát tha tí. Dạ con xin phân tích là cú là đoạn âm, xô là trường âm thân thường, giá là đoạn âm, tha là trường âm thân thường, đúc là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, hí là đoạn âm, tô là trường âm thân thường, hát là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, mê là trường âm thân thường, qua là trường âm thân thường, nú là đoạn âm, can là trường âm nhắn, tá là đoạn âm, tí là đoạn âm, xa là trường âm thân thường, manh là trường âm nhắn, nhăn là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, đúp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, ra là trường âm thân thường, mát là trường âm nhắn, thăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ní là đoạn âm, rá là đoạn âm, gia là trường âm thân thường, dú là đoạn âm, bá là đoạn âm, cát là trường âm nhắn, thá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Cú sô giá thà đúc gá hí tô hát tha mê và nú càn tá tí xà manh nhăn đúc bá ra mát thần ní ra già dú bá cát tha tí. Còn không thấy cái chỗ nào tiếng Việt đâu. Dạ con đã trả bài xong là con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không? Trong cái sự phân tích thì mỗi người một vẻ. Nhưng mà riêng Sĩ Kim á, thì hỏi Sĩ Kim tại sao khi mà phân tích rồi mới hỏi rằng 7 trừ 5 mà bằng 3. Sĩ Kim không biết trả lời thế nào. Còn những ở vị khác thì có những cái đáp án như là Sikamita thì trả lời cái đáp án 7 mà trừ cho 5 phần 3 thì đáp án của Sikamita cho biết rằng xưa rồi. Cái đáp án đó đúng. Còn Sikim nghĩ sao? Còn 7 trừ 5 cùng 3 hả? Sĩ Kim trả lời không được, mà Sĩ Mấy Ta trả lời được. Là con ếch hả? Đúng rồi, đó là con ếch đó. Bởi vì xưa rồi, tức là khi còn bé, mình làm toán sai. 7 trừ 5 còn 2, nhưng mà 7 trừ 5 còn 3, tức là hồi đó mình làm toán sai.
cái đáp án là ba, nhưng mà thật sự nó là hai thôi, bởi vì mình làm toán nó sai. Cũng giống như con ếch mà ngồi với giếng vậy thì làm sao. Trong khi cái phương pháp người ta đọc là như vậy đó, nhưng bây giờ sĩ Kim đọc coi như là phá lệ, có phải là sai phương pháp không? Còn sĩ mấy ta nó hồi còn muốn nít, hồi còn trẻ, hồi xưa rồi, năm 1900 hồi đó thì mình làm sai, bây giờ mình sửa sai chứ. Thì trong bài học này, hôm nay chúng ta đã rút ngắn thời gian. Quý vị nhìn mặt chữ để rồi bây giờ mới thấy rằng cái chữ đó có ý nghĩa như thế này, có ý nghĩa như thế kia. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từ vựng ha, phân tích câu Phật ngôn 311. Quý vị chú ý, khi mà đã đọc như vậy, nhận diện được mặt chữ xong rồi, thì bây giờ chúng ta mới đi vào cái vấn đề nghiên cứu về từ vựng. Tại sao mình đọc được cái chữ đó, mà ý nghĩa nó như thế nào, thì mình lại nắm rõ hơn. Tức là mình thâm nhập để rồi chúng ta cảm thấy chữ này thấy quen quen, chữ này có ý nghĩa là như vậy. Bây giờ bắt đầu phân tích ha. Kuso yatha dukkha hito, câu đầu tiên có ba từ, kuso là một, yatha là hai, dukkha hito là ba. Vậy thì chữ cứ kuso, kuso do cái từ kusa, kusa nó là một danh từ nam tính, akrantha pumlinga. Vậy kusa này được chia theo chủ các số ít và tham án ekavachana việt phát tí, cho nên cú xa biến thành cú xô. Cú xô có nghĩa là cái cỏ nó có cái tên gọi là cú xa, một loại cỏ có tên là cỏ cú xa, cũng như cái bông nhưng mà người ta gọi bông hồng, bông cúc, bông này bông kia, có cái tên của nó. Rồi chữ gia tha, gia tha đây là một trạng từ quan hệ như là dạ thà, như là đúc cá hỷ tô chúng ta thấy chữ gá hỷ ta, nhưng mà phía trước của nó là có một tiếng Hồng ngữ đu, và chữ cá hì tá này là một dạng quá khứ phân từ, nó được đứng làm chủ từ số ít, cho nên chữ cá hì tá biến thành cá hì tô. Mà chữ đu ở phía trước có nghĩa là sai, là xấu, là ác, và cá hì tá ở đây tức là đã được nắm lấy, bởi vì trong cái dạng quá khứ đã được nắm lấy. Vậy thì đúc cái hì tô đã nắm sai, đã nắm một cách cẩu thả, đã nắm sai, đã nắm một cách cẩu thả. Rồi chúng ta qua câu số 2 ha. Qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Hatthame wa nu kan tat ti. Hatthame wa nu kan tat ti. Chữ hatha là do cái từ hatha thân ha. Rồi do chữ ewa. Chữ ewa cộng với anukanta tí, tức là ở đây cái câu này có ba từ cộng lại, là chữ hát thăng là một, e quá là hai, nu canh tạp tí là ba. Vậy thì chữ hát tha nó là một danh từ nam tính, akrantha pumlinga, và hát tha ở đây
được chia theo đối cách số ít. Đối cách số ít, khách tha biến thành khách thân. Chữ khách thân khi mà cộng chung với e qua thì nó mất đi cái nút rồi, thành là khách tham mê qua. Và chữ e qua đây là một bất biến từ, cái này dùng để nhấn mạnh, e qua chỉ một cái vấn đề gì đó, nhấn mạnh một cái điều gì đó. Thì ở đây e qua cộng với anukantati. Anukantati là một động từ. Động từ này có tiếp đầu ngữ đi trước, tức là anu. Anu có nghĩa là theo, kế tiếp. Và kantati có nghĩa là cắt. Cái động từ cắt. Như vậy thì ba từ này đi chung với nhau. Ba từ này đi chung với nhau. Tức là hát thăng là một, e quá là hai, anukan thát tí là ba. Thì như vậy ba cái từ này cho chúng ta một ý nghĩa là làm cắt cái bàn tay, làm cắt cái bàn tay. Vậy thì hai cái câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Câu 1, câu 2. Cú sô gia tha đúc cá hi tô hát tha mê hoa nút canh tha ti. Như người nắm cỏ cú xá cẩu thả làm đứt tay, làm cắt bàn tay. Như người nắm cỏ cú sa cẩu thả làm đứt tay, hay là làm cho bị thương cái bàn tay của mình, bị cắt, bị đứt. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Sa man nhân đúc ba ra mắt thần, sa man nhân đúc ba ra mắt thần. Câu này có hai từ. Chữ sa man nhân do cái từ sa man nhá, chữ sa man nhá nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga, và cũng do cái từ sa man nhá này mới có cái từ samana. Samana, cái từ samana nó là một danh từ nam tính, ám chỉ những cái vị sa môn ha. Vậy thì sa man nhân ở đây nó được chia theo đối cách, đối cách số ít, đối tỷ gia vừa phát tí e cao qua trình á. Từ cái chữ sa man nhá nó biến thành sa man nhân. Sa man nhân là cái đời sống của một vị sa môn, đời sống của một vị sa môn, sa man nhân. Rồi, từ thứ hai, Dupparamattang. Dupparamattang thì ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu xa, ác độc. Và Paramattang, Paramattang do cái từ Paramattha. Bởi vì chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Para, Para có nghĩa là trên, là quá. Và chữ Mattha do căn ngữ mát có nghĩa là xúc chạm, đụng chạm. Vậy thì paramattha có nghĩa là đã nắm bắt, đã nắm bắt. Nhưng mà nó được chia theo đối cách số ít. Paramattha đổi thành paramattham. Đức paramattham có nghĩa là đã được duy trì cẩu thả, đã được duy trì cẩu thả. Sa môn khác với vị tỳ khưu như thế nào? Trong cái phẩm Bà La Môn, trong cái phẩm tỳ khưu,
có đề cập đến sa môn, tức là có ám chỉ rằng những vị đã chứng đắc thánh quả, dù đó là hữu học hay là vô học thì gọi là sa môn. Còn tỳ khưu thì cũng có thể là những vị chứng đắc thánh quả hoặc là những vị chưa chứng đắc thánh quả. Thì cái tỳ khưu này nó không được cao quý bằng cái từ sa môn. Sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ, đó là ám chỉ những vị thánh. Còn tỳ khưu thì có thể là phàm, cũng có thể là thánh. Khác như vậy đó. Rồi, như vậy chúng ta qua qua câu số 4 để rõ ràng hơn, hai câu này bổ sung với nhau ha. Câu số 4 đâu rồi, nó chạy đâu rồi. Rồi, Niraya Yubhakathati, một chùm luôn. Chữ Niraya Yubhakathati ở đây do hai từ cộng lại, Nirajaya cộng với Upakathati. Nirajaya do cái từ Niraya. Niraya là một danh từ nam tính, Akranta Umga. Và chữ Niraya này được chia theo chỉ định cách số ít. Chỉ định cách số ít tức là Chatuthi Vipatti Ekavachana. Cho nên Niraya nó biến thành Nirajaya. Nirajaya có nghĩa là vào địa ngục, đến địa ngục. Vào không chịu mà đến đến địa ngục, vào địa ngục. Rồi chữ tiếp theo Upakathati. Upakathati đây là một động từ mà chúng ta thấy tiếp đầu ngữ upa là hướng về, rồi cách thật tí do căn ngữ cách có nghĩa là, có nghĩa của căn ngữ này có nghĩa là kéo lôi, kéo lôi. Vậy thì cái câu này kéo lôi đến địa ngục. Kéo lôi vào địa ngục. Như vậy thì câu số 3 và câu số 4 xa vào địa ngục. Xa khi nhẹ rớt đi cho nó thoải mái. Xa xa thì nghe cái kiểu nó thụ động. Rồi bây giờ câu 3 câu 4 ha. Xa manh nhân đúc Phát ra mất thần ni ra già giúp bất cách thật tí ha. Câu 3, câu 4 hai câu này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Cũng vậy, đời sa môn được duy trì cẩu thả, lôi kéo kẻ ấy vào địa ngục. Cũng vậy, đời sống sa môn duy trì cẩu thả, kéo lôi kẻ ấy vào địa ngục. Như vậy câu Phật ngôn 311 cho chúng ta một ý nghĩa. Như người nắm cỏ cu sa cẩu thả làm đứt tay, cũng vậy đời sa môn được duy trì cẩu thả, kéo lôi kẻ ấy vào địa ngục. Như người nắm cỏ cu sa cẩu thả làm đứt tay, cũng vậy đời sống sa môn được duy trì cẩu thả, lôi kéo kẻ ấy vào địa ngục. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này. Từ từ đi, khi nào thắc mắc thì hỏi, chưa tới lúc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức á, phổ thơ Lục Bát thế này: ai người lấy cỏ cú sa, nếu tay vùng nắm, thịt da cắt lìa, hành sa môn cũng thế kia, gìn thân không khéo, dao lia chém mình.
Xin lặp lại. Ai người lấy cỏ phu sa, nếu tay vụn nắm thịt da cắt lìa, hành sa môn cũng thế kia, gìn thân không khéo, dao lìa chém mình. Rồi ngài Hòa thượng Minh Châu ngắn gọn: như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đứt tay, hành sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Như cỏ sa vụn nắm, tất bị họa đứt tay, hành sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Rồi rồi bây giờ ý nghĩa từ vựng, quý vị thắc mắc thì đưa tay. Khi đương nói trình bày chưa xong gì hết, đưa tay làm thấy không bị phân tâm à. Trình bày xong rồi khi đó mới đưa tay đưa chân sao cũng được hết. Rồi thắc mắc cái gì nói đi. Con xin cảm ơn sư Trí Đức, con kính chào sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Trước khi mà con hỏi sư đó, sa môn với tỳ kheo đó, tỳ khu đó sư, con hỏi rồi. Tại vì nếu mà trong trong câu này mà sư dịch đó, sư dịch ra đó, câu 3 câu 4 đó. Cũng vậy đời sống sa môn duy trì cẩu thả, bị lôi kéo vào địa ngục hay bị rớt vào địa ngục hay bị sa vào địa ngục. Sa là danh từ Hán rộng đó sư, sa là rớt đó sư, nói cho văn chương vậy đó, nói túm lại sa rớt vẫn được. Nhưng mà cái trong cái câu này con thấy dịch không có ổn, tại vì vị sa môn chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật mới có bốn loại sa môn: sa môn đệ nhất, sa môn đệ nhị, sa môn đệ tam, sa môn đệ tứ. Thì những vị này thì vị sa môn thứ nhất là bậc diệu lưu đó, là đắc đạo đạo quả thứ nhất cái sư là tiếng bên Bắc tông gọi là tu đà quần, tu đà hường vậy đó. Thì những vị sa môn này khi đã vào dòng thánh rồi thì họ sẽ triệt đi bốn đường ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và bàng sanh đó. Nhưng mà cái này nếu mà sao cũng vậy, đời sống sa môn cẩu thả, bị lôi kéo vào địa ngục, đã là cái đó đã là sa môn bậc thánh rồi, thì bốn đường ác đạo không vô, không có thể vô được. Thì con nghĩ rằng cái câu này nên phải sửa lại một chút là: cũng vậy đời sống theo hạnh sa môn, tức là theo các bậc thánh đó, đời sống theo hạnh sa môn mà cẩu thả đó thì sẽ bị lôi kéo vào bốn cảnh khổ địa ngục. Con nghĩ là nó con nghe lỗ tai nó xuôi hơn chút đó sư. Chứ mà mấy vị sa môn thì bốn đường ác đạo thì người ta có thể vô cảnh khổ này cảnh khổ kia, nhưng bốn đường ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và bàng sanh thì họ không có vô gió nữa. Mà tại sao này vô địa ngục vậy, nghe nó cũng trái nghịch đó sư, giống như là con ếch, giống như là con cóc vậy sư. Con không biết có đúng không. Dạ con xin sư chỉ dạo, con xin trả máy lại chữ sư. Cảm ơn sư trước là tại vì sư nói con là thắc mắc chỗ nào là phải giơ tay trước để con giơ tay để sẵn rồi sư có trả lời hay không, hay là sư để một chút xíu nữa cũng được, đâu sao, chuyện nhỏ mà sư. Con cảm ơn sư trước nha. Alo, thắc mắc thì giải quyết liền à, để lâu nó nguội à. Sư Kim nói chỗ này cái chữ sa môn là sai à, tức là Sĩ Kim là bị mất dịch rồi. Đối với ngài Hòa thượng Minh Châu, đối với các dịch giả chứ không phải dịch thiệt nha, các ngài tự xưng là dịch giả chứ không phải dịch thiệt, còn ở đây dịch thiệt mà là mất dịch à. Thì bây giờ ta nương theo cái hành đó người ta tu, người ta chưa chứng đắc sa môn, ta nương theo cái hành sa môn đó người ta tu theo, cho nên họ mới tu bậy tu chật à, mới đọa địa ngục nha. Còn vị sa môn thật sự thì đâu có bị đọa. Còn mà sa môn dởm, tức là mình nương theo để mình tu tập à, thì cái đó là sao? Cái đó đâu phải là thật đâu. Bây giờ mình tu thật nè, tu thật á thì gọi là hành giả, chứ đâu có ai nói là những cái bị coi như tu mà thật tâm tu tập là hành thiệt đâu à, mình thực hành giáo pháp à,
thì được gọi là gì, là hành giả. Còn bây giờ người ta học rất giỏi ở ngoài đời à, bằng cấp tùng lâm tà la, kiến thức rộng rãi, thì người ta nói là gì, học giả chứ không phải học thiệt. Còn bây giờ với một cái từ này mình chấp à, nương theo hành của các bậc thánh đó để mình tu tập, đó là cái hướng đi, đó là mục đích, là cái niềm tin, là cái hy vọng à. Mà mình bây giờ không có mục đích à, không có niềm tin, không có hy vọng, không có lý tưởng thì mình tu cái gì đây à? Có sa môn dỗm, cái này mình nương theo cái hành các bậc thánh, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất, cái hành trí tuệ của ngài là số 1. Bây giờ muốn tạo phước trí à, thì mình thực hành những cái pháp nào để sau này trí tuệ phát sanh à, nương theo cái hành của ngài Xá Lợi Phất. Còn thấy ngài Mục Kiền Liên có thần thông nhảy lên địa à, lên thiên đàng xuống địa ngục không được này. À, thì bây giờ mình nương theo cái hành của ngài Mục Kiền Liên, luyện thần thông, tu theo thần thông, biết mà cũng biết dồn khổ quá bà ơi. Rồi bây giờ tiếp tục nha, khi mà chúng ta đã phân tích trường âm xong, khi mà từ vựng cũng đã xong, thì bây giờ là cái phần mà chúng ta ôn lại cái bài này, tức là đọc cho nó đúng giọng để chúng ta hiểu hạnh sa môn tà vậy là như thế nào. Hồi xưa các ngài đi bộ, đi chân không, đầu đội trời, chân đạp đất, nhưng mà cái hạnh của các ngài và chính Đức Phật cũng là như vậy, thường xuyên đi bộ. Nhưng bây giờ chúng ta gọi là thích tử à, thích tử là thích chết à, quên, thích tử là con của Đức Phật. Nhưng mà con của Đức Phật có giống Đức Phật không à, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, mà mình giống cái gì đâu á à, đi ra thì xe à, rồi lọng, rồi cái thế này thế kia à, thì bây giờ chúng ta đâu có giống thời kỳ của Đức Phật à, vì cái vấn đề văn minh, vì xã hội mà chúng ta phải thích nghi à. Vậy thì cái hạnh sa môn ở đây tức là cái hạnh của cái bậc thánh chúng ta áp dụng, nhưng mà áp dụng nó cũng hơi chặt đường đầy một chút à, không giống như thời kỳ của Đức Phật à. Thôi thì bây giờ chúng ta hiểu đại khái này như vậy à, mình làm sai nhân quả, làm ác thì phải đọa vào cảnh khổ à, làm lành thì được lên cõi có an vui, thì chúng ta biết là như vậy nhân quả đi à, cũng như một cái gì mà chúng ta khéo nắm bắt à, thì chúng ta sẽ chu toàn. Mà chúng ta cẩu thả không nắm bắt à, gọi là phóng tâm hoặc là dễ vui thì cái họa nó tới với chúng ta, không phải là đứt tay nữa mà nó đứt luôn cả mạng sống này. Bởi vì kiếm được cái thân người đâu phải dễ à, mà được làm người rồi vào đây để mà học hỏi, nhưng mà chúng ta có thực hành theo hay không? Thôi bây giờ thực hành ha. Cú sô yết tha đúc cái hì sô hát tha mê và đúc cành ta tí xà mạnh nhằn đúc bá ra mắt thần ni rấy và dũ bá cắt thạ tí. Cú sô yết tha đúc cái hì sô hát tha mê và đúc cành ta tí xà mạnh nhằn đúc bá ra mắt thần ni rấy và dũ bá cắt thạ tí. Cú sô gia tha đúc cái hì tô hát tha mê và đúc cành ta tí xà mạnh nhằn đúc bá ra mắt thần ni ra già dũ bắt cách tha tí. Như cỏ sa vụn nẫm tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục. Rồi bây giờ chúng ta đọc theo dòng kinh trước, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ
Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ. Dạ. Con cũng xin trả bài câu pháp cú 311. Cú sô giá thà đúc gá hi tô hát tha mê hoa. Nú càn tá tí sa manh nhăn. Đúc ba ra mắt thằng ni ra dài. Yú ba cát tha tí. Cú sô giá thà đúc gá hi tô hát tha mê hoa. Nú càn tá tí sa manh nhăn đúc ba ra mắt thằng ni ra dài. Yu ba cát tha tí. Cú sô giá thà đúc gá hi tô hát tha mê hoa. Nú càn tá tí sa manh nhăn đúc ba ra mắt thằng ni ra dài. Yu ba cát tha tí. Như cỏ sa vụng nắm tất bị quả đứt tai. Hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cũng đọc, xin đọc lời dịch của Hòa Thượng Dưới Đức. Ai người lấy cỏ cu sa, nếu tai vụn nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, dình thân không khéo, dao lia chém mình. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng. Có chỗ nào sai xin Ngài sửa cho con. Dạ, alo, hai. Dạ, các bạn nói cho rõ. Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con thành kính Đức Tăng. Kính lễ Ngài Trí Đức và kính chào tất cả quý Phật tử. Dạ, con xin sám hối từ nãy giờ con mấy ngày nay đường nét của con nó không ổn định, cho nên nãy con vào rất là sớm, nhưng mà nghe có lúc thì nghe được, có lúc nghe không được, cho nên là bây giờ con thành ra con cũng có đến với đạo tràng và xin đọc câu kinh pháp cú số 311 và cảm ơn Như Quang. Cú sô giá thà đúc gá hi tô mê hoa nú càn tá tí sa manh nhăn đúc ba ra mắt thằng ni ra yu ba cát tha tí. Cú sô giá thà đúc gá hi tô hát tha mê hoa nú can tất tí sa manh nhăn đúc ba ra mắt ni ra di bắt thắt được nắm tất ta tại cu so ya tha đúc gá hi tô hát tha mê hoa nu can tất tí sa manh nhăn đúc ba ra mắt thằng ni ra di du bắt cát tha tí. Sao không thấy bài dịch của Hòa Thượng Giới Đức? Dạ, cảm ơn nha bạn. Ai người lấy cỏ cú xá, nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, nhìn thân không khéo,
Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Dạ, con không biết con có giật máy, giật mic của cô Tư Nữ Tuệ Duyên không? Con không có nghe rõ khúc cuối. Dạ, con không biết cô xong chưa? Dạ, con xin trả bài. Cú sổ giá thà đúc gá hi tổ hát tha mê hòa nu cành tà ta ti xà mạnh nhằn đúc ba rà mắt thằng ni ra già đúc ba ca ta ti cú sổ gia thà đúc ga hi tổ hát thà mê hòa nu cầm tà ti xà mạnh nhằn đúc ba rà mắt thằng ni ra già đúc ba ca ta ti cú sổ gia thà đúc ga hi tổ hát thà mê hòa nu cầm ta ti xà mạnh nhằn đúc ba rà mắt thằng ni ra già đúc ba cát ta ti tất cả tất như cỏ sa bụt nấm tất bị đọa đứt tai hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu ai người lấy cỏ cu sa nếu tai bụt nấm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo dao lìa chém chém mình bản dịch hòa thượng Giới Đức và dạ, con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ sa thủ kinh cảm ơn Xích Hà. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu và dạ, Nhật Bình kính mời bằng tay quý vị lên trả bài. Dạ con xin được đã bài pháp cú kinh số 311 sa thú bằng thai thiện vũ bằng tay của chiếc đá mùa xuân cú sơ gia tha đập ba ghi hi tô tháp tham mê qua nu can ta ti sa man nhân đập ba ra ma thăng ni ya ni ra ya yu ba ca tha ti cú sơ gia tha đập ga hi tô hạt tham mê qua nu can ta ti sa man nhân đúc ba ra ma thẳng ni ra ya yu ba ca tha ti cu sơ ya tha đúc ba hi tô hạt tham mê qua nu can ta ti sa man nhân đúc ba ra ma thẳng ni ra ya yu ba ca tha ti như cỏ sa vụn nấm tất bị họa đức tai hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục và dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu ai người lấy cỏ cu sa héo tai vụn nấm thịt da nếu tai vụn nấm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo giao lia chém mình và dạ, đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và dạ, con có sai ngài chỉ dạy cho con sửa và dạ, kính mời Thích Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin trả bài pháp cú 311. Cú sô gia tha đúc gia hi tô hát tha mê và nu khăn ta ti xà măn nhăn đúc tha ra mát thăng ni ra gà du tha ca tha ti. Cú sô gia tha đúc gia hi tô hát tha mê và nu khăn ta ti xà măn nhăn đúc tha ra mát thăng ni ra gà du tha ca tha ti. Như cỏ sa rụng nắm, tất bị họa đứt tay, hạch sa môn tả vậy, tất bị dọa địa ngục. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cú sô gia tha đúc gá hi tô hát tha mê và nu khăn tá ti xà man nha đúc tha ra mát thăng ni ra già rú ta cát tha ti. Ai người lấy cỏ cu sa, nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, dìm thân không khéo, giao lia chém mình. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin chia sửa cho con ạ. Dạ, con xin kính hãnh lễ Sư Trí Đức và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 311. Cú sô giác tha đúc gia hi tô hát tha mê và nu càng ta ti.
Samanyang Dupparamathang Niraya Yuvakathati Kuso Yatha Dukkahito Hathame Hathame Vanukantati Yang Dupparamathang Niraya Yuvakathati. Như cỏ xa vụn nấm, tất bị đọa đứt tai, hạnh sa môn ta vậy. Tất bị đọa địa ngục là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kuso yatha dukkahito hathame wa nukantati samanyang dupparamathang niraya yuvakathati. Ai người lấy cỏ kusa, nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, dình thân khôn khéo, không khéo dao lia chém mình, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Nhà con xin xuống mic. Alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu đã nghe rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 311 ạ. Cú sô gia thà đốc ga hi tô ha tha mê hoa nu can ta ti sa mạnh nhằng đốc Paramathang niraya yuvakathati kuso tha duk gahito tha me wa nu kan tati sa manyang duk paramathang niraya yuvakathati. Cỏ xa vụn nắm, tất bị họa đứt tay, hạnh xa môn tả vậy, tất bị đọa địa ngục, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con đã đọc, con thấy xin đọc tiếp ạ. Ai người lấy cỏ kusa, nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, dình thân không khéo, dao lia chém mình, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ. Dạ con xin thử đọc luôn. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý tăng ni cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 311. Kuso yatha dukkahito hathame wa nukkhantati
sa măng nhăng đúc bá ra mát thăng ni ra già giúp bá khát thá tí cú sô giá thà đúc gá hi tô hát thá mê hoa nút càng tá tí sa măng nhăng đúc bá ra mát thăng ni ra già giúp bá khát thá tí như cỏ sa vụn nấm tất bị họa đứt tay hạnh sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Ai người lấy cỏ cu sa nếu tay vụn nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia gìn thân không khéo dao lia chém mình là bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mít nhờ sư sửa giùm ạ. Tha giá dạ con không còn thấy bàn tay của ác quỷ nào nữa, con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Alo, 123, 123. Hôm nay sao lên tham gia ít quá. Chích Meta, Chích Hà, Chích Chiếc Lan Mùa Xuân, Chích Kim Dung. Và đặc biệt là Quân Giang Nhất Hà. Công nhận đọc hay vậy đó. Vậy là quá thành công rồi. Rất là hoan hỷ ha, lần sau huynh cứ thế mà làm đi, đừng có mắc cỡ gì hết. Đọc vậy là thành công lắm rồi. Quay dòng kinh ha, quý vị đã thể hiện tốt. Bây giờ xin ôn lại dòng kinh ha. Cú sô giá thà đúc gá hí tô hát thá mê hoa nút cành tá tí xà mành nhằn đúc bá rà mắt thần ní rá già dú bá cách thá tí cú sô gia thà đúc gá hi tô hát tha mê hòa nú cành tá tí xà mành nhằn đúc phá ra mắt thằng ni rá dài du bá cát ti. Đó là giọng kinh hả. Và đây là một cái lối mà chúng ta kể rất là dễ ha. Một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai, nhưng mà chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha. Nếu giọng kinh á thì cuối câu số 2 nó là đoạn âm hơi khó cho quý vị về giọng kinh, nhưng mà qua giọng kệ đã gọi là kệ thì sao cũng được hết. Chúng ta để thư giãn, bởi vì khi chúng ta đã tập trung vào giọng kinh rồi thì qua giọng kệ nó dễ hơn. Kệ là sao cũng được, tùy theo cái âm giọng của quý vị cao thấp hoặc là dài ngắn. Nhưng mà quý vị khi mà kể như vậy, tức là quý vị an trú vào trong cái câu kinh tiếng kể để chúng ta hiểu được cái nội dung ha. Cái điều đó quý hơn ha. Bây giờ chúng tôi làm trước. Cú sô gia tha đung gà hi tô ngà tha mê hoa nụ canh ta tì sa man nhân đúc ba ra mặt thần ni ra gia du ba ca tha ti cú so gia tha đúc ga hi tu hạt tha mê hoa nu căn ta ti sa man nhân đúc ba ra mặt thần ni ra gia du ba ca tha ti cú sô gia tha đông gà hi tu hành tham mê hoa nụ
nu căn ta tì xa man nhân đúc ba ra man thăng ni ra gia du ba căn tha tì. Thêm lần nữa ha. Cú sô gia tha đông gà hi tô ngạc tha mê hoa nu căn ta tì xa man nhân đúc ba ra mặt thằng ni ra gia du ba căn tha tì. Như cỏ sa vùng nông tất bị hỏa đứt tay, hành sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục. Dòng kệ thì dễ đọc hơn dòng kinh. Rồi mời quý vị tham gia, ai là người đưa tay trước? Thường thường thấy Sĩ Kim, mà hôm nay Sĩ Kim coi như bị chắc bằng đạt rồi, toàn là chữ ngộ quyền không à. Rồi Sĩ Kim đưa tay ha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con lật đặt, con đọc trước, bởi vì cái máy con nó lôi thôi một lát, con sợ nó có nhiều cái nó làm con đọc không được, thành ra thôi con xin phép đọc trước ạ. Dạ, một lần nữa, thì con cũng xin kể cái câu Pháp Cú 311 ạ. Cú sô gia tha đục gia hi tô cát hạt tha mê quá nô căn ta tì xa man nhân đúc ba ra mắt thăng ni ra gia du ba cát tha tì cú sô gia tha đục gai tô hạt tha mê quá nô căn ta tì xa man nhân đúc ba ra mắt thăng đi ra gia du ba cát tha tì như cỏ sa vụn nắm tất bị quả đứt tai, hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai người lấy cỏ cu sa, nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, dình thân không khéo, dao lia chém mình. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin nhường máy lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay, dạ cảm ơn chị Mít Ta. Dạ, Tự Nhiên cũng tranh thủ, đường nét của Tự Nhiên cũng giống như chị Mít Ta. Dạ, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Bây giờ Tự Nhiên xin kệ Kinh Pháp Cú số 311. Dạ, cảm ơn Như Quang. Cú sô gia tha đục gà y tô hạt tha mê quá nụm tha thì xa mây nhăn đúp bà ra ma thằng nề ra gia du bà cặp tha thì cú sô gia tha đục gà y tô hạt tha mê quá nụ căn ta thì xa man nhân đúp bà ra ma thần ni ra gia du bà cặp bà tha thì như cỏ xa vụn nắm tất bị họa đứt tay hạnh sa môn tà vậy tất bị đọa địa ngục. Cú sô gia tha đục khai tô
Hà tha mê quá nụ càn ta tì Sa manh nhân đốm bà ra ma thần Nê ra gia du bà cạp tha tì Ai người lấy cỏ cứu xá Nếu tay vụng nắm thịt da cắt lìa Hạnh sa môn cũng thế kia Kình thân không khéo giao lia chém mình và phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức và tự nhiên đã thấy chị Sức Kim và kính mời chị. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con kính đại tu nữ Tuệ Duyên, con xin đọc bài Pháp Cú 311 ạ. Cú so ya tha đồ ga hi to hát tha mê hoa nụ can ta ti Samanya dum barama thang niraya yu pakathati Như cỏ sa vụng nắm, tất bị họa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cú sô gia tha đồ ga hi tô ha tha mê hoa nô can ta ti sa mạnh nhân đúc bà ra ma thăng ni ra gia du bà ca tha ti Ai người lấy cỏ cu sa nếu tay vũng thịt ra cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia gìn thân không khéo giao lia chém mình dạ là bản dịch của thượng giới đức dạ cảm ơn chị Nhi Quang đã post bài con xin xuống mic ạ dạ sa phu Thích Kim Nhung Nam mô Bích Tha giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu không biết hôm nay máy của Xích Kim như thế nào rồi Xích Kim có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Thấy đưa bàn tay mà không thấy cầm mic ạ. Dạ con xin được trả bài trước ạ. Dạ cảm ơn nhiều quan bớt bài cho Nhật Bình. Cú sô gia tha đức ca hi tô hạt thập mê qua nút can tất tí xa mạnh nhân đức ba ra mạch thằng ni ra già yếu ba cát tất tí như cỏ sa vụn nắm tất bị họa đứt tai hạnh sa môn tà vại tất bị đọa địa ngục và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu Cú sô gia tha đục ga hi tô hát tha mê qua nụ cảnh ta ti xà mạnh nhân đúp bà ra ma thăng đi ra dây du bà cạch tha ti
Cụ sở gia tha tục ga hi tô hạt tha mê qua nụ cảnh ta ti xà mạnh nhân đức bà ra ma thân nỉ ra gia du bà cạt tha ti. Ai người để cỏ cu sa nếu tay vụn nắm thịt da cắt lìa hạnh sa môn cũng thế kia nhìn thân không khéo giao lia chém mình. Dạ, đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhược Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời bàn tay quý vị, vị nào chưa kể thì đưa bàn tay lên. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Hello, hello. Dạ, con xin kể thử hôm nay thử. Cú sô ya tha đúc gà hi tô hà tha mê hoa nụ cầm ta tê sa ma nhắn thúc pa ra mặt thằng ni ra ya yu pa kat ha te ku so ya tha dung ga hi to ha tha me wa nu kan ta te sa man nang dum pa ra mat thang ni ra ya yu pa kat ha te. Như cỏ sa vụn nấm, tất bị hòa đứt tay, hạnh sa môn tà vậy, tất bị đọa địa ngục. Ai người lấy cỏ cu sa, nếu tay vụn nấm thịt da cắt lìa, hạnh sa môn cũng thế kia, nhìn thân không khéo, dao lia chém mình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ. Người một người kể hay như vậy mà trốn từ hôm nào nay không chịu kể phải không quý vị? Cái tội này là phải phạt kể 10 lần luôn. Quý vị đồng ý không? Dạ, đồng ý Nhật Quỳnh không? Dạ, cái tội này là phải phạt 10 lần luôn. Kể mới đúng. Dạ. Đó, ai cũng đồng ý hết đó nghe chưa? Bữa nay là Nhật Quỳnh tha cho quan đó nghe. Rồi chạy mất tiêu rồi. Chạy ra chạy vô hoài luôn giờ dạ, hoạt đúng rồi nhưng mà dạ đúng rồi chị Mít ta. Dạ năm mươi bích hai giá. Dạ con thấy đạo tràng còn có mười mấy phút nữa, con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Bữa nay Minh Quang kệ hay quá rồi, ngài trốn luôn rồi hả bạch ngài? Alo alo. Alo alo. Dạ con cũng thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Năm mươi bích hai giá. Dạ, hôm nay ở chùa Ngọc Đạt cũng rất bận quý vị ơi. Theo Nhật Quỳnh suy nghĩ là như vậy, không biết có đúng hay không. Chắc ngài chạy ra ngoài rồi, ngài không còn ở trước mái rồi. Dạ, con kính nhân bích đến ngài. Nói xấu ngài là ngài xuất hiện liền à. Xin Nhật Quỳnh nói đúng quá đi. Còn gì để mà bào chữa hả? Thì hôm nay ngày 29 cuối tháng cũng là một cái ngày ở chùa ha, một ngày ở chùa chứ không phải nói là một ngày tu tập gì hết. Cứ ở chùa đi rồi khi đó mới thấy cái sự sinh hoạt ở chùa, thích thì tu, còn không thích thì thôi. Giống như chúng ta đi dã ngoại, đi picnic vậy ha. Đến với chùa thấy hoan hỷ thì mình tiếp tục, còn đi chùa mình thấy chán quá thôi đi chùa khác. Chứ không có đề cập đến cái vấn đề phải
phải tu tập thế này, phải tu tập thế kia. Nhưng mà trách nhiệm bổn phận, chúng ta xử sự sao cho nó đúng tư cách của một người Phật tử. Đó là cái trách nhiệm bổn phận của một người Phật tử. Là trách nhiệm bổn phận của chư tăng phải thể hiện thế nào đó cho nó. Low battery, please charge. Biết rồi, ra ngoài. Alo, còn nghe ha. Rồi. Thì trở lại câu Phật ngôn này. 311. Qua dòng kinh, qua dòng kệ của quý vị, thì hôm nay chúng ta phát hiện được hai nhân vật mới. Và huynh Giang Nhất Hà ha. Rồi huynh Quang tức là quý vị dầu có giấu bao nhiêu nữa, kim mà bỏ trong túi trước sau nó cũng phải loại ra ha. Không thể nói là bây giờ người ta kệ hay như vậy mà mình không lên kệ, rồi người ta đọc hay như vậy mà không lên đưa tay đọc thì nó cũng hơi khó chịu, hơi khó chịu. Cho nên hôm nay huynh Giang Nhất Hà ha, huynh Quang ha, đã thể cái bản lãnh của mình vì thấy tuyệt vời ha. Rồi giờ là chánh ngộ trên đường đi xuống chùa rồi đó. Chánh ngộ thì cũng ở Đồng Nai. Cho nên 29 nào cũng có mặt hết đó. Cũng rất là tư cách của huynh chánh ngộ cũng rất là dễ thương. Đệ tử của Thượng tọa Giác Lộc Hóc Môn, chùa Trúc Long. Nhưng mà từ khi chuyển nhà về bên Đồng Nai thì sinh hoạt thường xuyên ở Ngọc Đạt ngày 29. Khi nãy giờ cũng chạy ra chạy vô ha. Rồi công việc không lưu bu, quý vị thông cảm. Và câu Phật ngôn 311 này liên tiếp thêm hai câu nữa, 312, 313 cùng một duyên sự. Chính vì cùng một duyên sự thì ở đây nói lên cái vấn đề nhân và quả. Cẩu thả, chúng ta buông lung, chúng ta coi như không làm tròn bổn phận của mình, thì cái quả nó đến chắc chắn đó là địa ngục. Được ví dụ giống như một cái loại cỏ quốc gia là cái loại cỏ mà coi như nó cũng bén, giống như cỏ chanh mà chúng ta cầm vuốt một cái là đứt tay, hoặc là nếu mà có gai thì chúng ta buồn nóng thì nó cũng đâm vào tay của ta. Thì cái hành sa môn ở đây không ám chỉ là hàng xuất gia, mà sa môn ở đây ám chỉ luôn cả những người cư sĩ. Quý vị phải nghĩ như thế này, chúng ta tu tập mục đích để làm gì? Cứu cánh của chúng ta là giải thoát, mà giải thoát trên ba cái phương vị toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Vậy thì trong cái sự giải thoát của chúng ta đạt đến ba cái quả vị đó trên con đường tu tập, thì chúng ta nương theo hạnh của các vị Phật, nương theo hạnh của các bậc tiền bối, các cái vị sa môn, các vị trưởng lão để mà chúng ta tu tập. Nhưng mà nương theo là một chuyện, làm đúng hay là sai là một chuyện khác. Thì của Đức Phật, đệ tử của Ngài Kassapa đã từng vi phạm những lỗi lầm mà bị đem ra để mà xử tử. Nhưng mà rồi nhân duyên được cứu thoát và chứng đắc thánh quả. Thì như vậy quý vị thấy rằng ông thầy mình là một vị đệ nhất đầu đà, nhưng mà đệ tử đâu phải là ai cũng theo vị đó là thực hành pháp đầu đà đâu. Hoặc là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một vị có trí tuệ như vậy, nhưng mà cho cái đề tài, cho cái đề mục cho đệ tử của mình thực hành sai, để rồi coi như tu tập càng ngày càng thụt lùi, cảm thấy chán nản. Và khi đó Đức Phật mới sửa sai. Mình nương theo thầy
nhưng mà tại sao thầy mình đẹp quá quá, nhưng mà mình chẳng được một phần nào của ông thầy à. Chính vì như vậy cho nên mình mới thất bại và đọa vào khổ cảnh. Khổ cảnh ở đây không phải là đọa vào địa ngục trong kiếp sau, mà đọa ngay trong kiếp này. Bởi vì sao? Mình làm sai thì cái điều xấu xa sẽ đến với mình à, cái quả nó đến với mình. Mà kiểu bây giờ chúng ta nói anh tu theo gì, chị tu theo gì, à, tôi tu theo Phật, nhưng mà mình có làm đúng theo lời dạy của Đức Phật hay không? Cho nên ở đây nói cái hạnh sa môn tà vậy, tức là ám chỉ à, mình tu theo pháp của các bậc thánh để được giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ đâu không thấy, mà thấy bị rơi vào địa ngục nhiều hơn à. Bây giờ hỏi quý vị, trong sự tu tập người nam thì khỏi nói đi, nhưng mà người nữ có thành Phật được hay không? Alo, giải thích chùm cái này đi. Người nữ có thành Phật được hay không? Ta thấy đa số là người nữ tu nhiều hơn người nam à, người nữ đi chùa nhiều hơn người nam. Thì họ cũng vì mục đích họ tu để giác ngộ, mà tại sao mà không thành Phật được? À, người nói không, người nói có. Thì bây giờ thống nhất ý kiến đi, ai có ai không? Rồi bây giờ hỏi xin Nhật Quỳnh trước đi, rồi mới hỏi xin Kim Nhung. Tại sao tu mà không thành thì tu để làm cái gì? Thôi ở nhà ăn ngủ cho sướng đi à, thọ hưởng ngủ dục cho nó thoải mái. Di cực khổ, chiều đói meo, rồi run tay run chân nữa. Rồi mời sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ. Do người nữ chúng con không có đủ phước duyên nên không thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng có thể trở thành A La Hán. Dạ, con chỉ biết bao nhiêu để thôi, con kinh dứt chân mít đến ngày. Alo, đó là ý kiến của sư Nhật Quỳnh à, còn ý kiến của sư Kim Nhung. Alo, mời sư Kim Nhung. Dạ, alo. Dạ, con thưa sư à, theo như con được nghe giảng pháp thì người nữ có thể Phật mà Phật Thinh Văn, tức là bậc A-La-Hán, còn người nữ thì không thể thành bậc chánh đẳng giác, là bởi vì người nữ kém phước hơn, và đó là cái quy luật như vậy. Phật thì có ba dạng, đó là Phật chánh đẳng giác, Phật độc giác và Phật thinh văn giác, thì người nữ chỉ có thể đạt được Phật thinh văn giác. Dạ, đó là hiểu biết của con ạ. Dạ, con xin ngài chỉ dạy thêm ạ. Con xin xuống mic tri ân ngài ạ. Alo, 123123 à, qua hai ý kiến. Bây giờ quý vị còn có ý kiến nào nữa không? Chị Hà thì nói Phật độc giác cũng không được luôn à, chị Hà nói A-La-Hán thinh văn thì được. Rồi sư Thiện Vũ nói thưa sư, người nữ tu có thể chứng đạt quả vị Phật A-La-Hán, nhưng mà không đạt được quả vị Phật độc giác và Phật toàn giác. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? À, có người coi như trốn trong cái room này, chạy ra ngoài, đi lòng vòng vòng vòng, không biết đi đâu đây, mà la lối ôm chồng nữa nè. Rồi, còn ai có ý kiến gì không?
tay kia hả? Anh sao? Sao Sĩ Kiên đâu rồi? À, Sĩ Kiên đâu rồi? Có nhiều ý kiến ý còn lắm mà sao bây giờ im ru à? Cái phần này là phần thảo luận nè. Đó, ý kiến là phải phát biểu trong lúc này. Chứ không phải khi đang học phát biểu tùm lum tà la chặt đường đầy không à. À, cho nên mới hỏi 7 mà trừ 2 cùng 3 đó, tức là làm toán sai rồi. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con giơ tay chắc sư dọn đâu sư không thấy đó. Mấy sư hỏi một câu hỏi A mà quý vị trả lời C, D gì đó, không có vô chữ A. Đức Phật hỏi tại sao người nữ mà đi tu nhiều vậy? Ngày đó là sư hỏi hiện tại bây giờ. Nhưng theo ý kiến của con á, thì phải coi về cái thời Đức Phật Gotama lúc mà còn ngài chưa có nhập Niết Bàn ở xứ Ấn Độ á, thì người nam tu nhiều hơn người nữ ạ. Lúc mà theo chú giải đó thì cái giáo pháp của Đức Phật thì còn tồn tại tới 5.000 năm lận. Nhưng mà cái 1.000 năm đầu tiên á, thì những vị A-la-hán mà Đức đắc mà tứ vô ngại giải đó, tứ tệ phân tích đó, thì rất nhiều, rồi từ từ nó bớt đi, rồi từ hết, rồi sau này từ từ chỉ tới hồi cái giáo pháp gần cuối hết đó, thì chỉ còn những cái vị mà ông sư mặc áo thôi. Theo con biết đó, là nếu mà sư hỏi câu hỏi tại sao người nữ bây giờ đi tu nhiều, thì theo như con biết là do cái nghiệp của họ tục sinh á, thì cái tánh của người nữ ít khi nào dùng lý trí nhiều để phán xét một việc gì, họ chỉ theo cái lối tình cảm thôi, nhất là họ hay bị ức hiếp, mà như là thường xã hội thường trong Á Châu á, thì cái người nữ hay bị coi như là cái người second last vậy đó, cái người mà bị hai vậy đó, bị hai cái người sau người đàn ông, không phải là cái người được tôn trọng nhiều nhất. Thì do cái sự mà cái nghiệp của họ tục sinh đó, cái tâm tình của họ tình cảm á, họ hay muốn cầu mong lại chỗ mà Phật đền đài chùa chiền gì đó để cầu khẩn, để khấn vái, để xin xỏ. Thì bây giờ thì các chùa chiền thì người ta hay nói là thiện nam tín nữ, chứ người ta không nói thiện nam thiện nữ. Thì người nữ đi tu do cái lòng tin nhiều hơn, họ bám vô đó cái lòng tin nhiều đợt nhiều hơn, mà họ vô trong chùa chiền khấn vái xin xỏ. Còn người nam thì họ nhìn thấy mấy ông sư hay những cái chùa chiền á, không có gì đáng cho họ phải vô tôn kính á. Họ thấy thì sao họ lu bu tùm lum tùm la, họ không tin tưởng, họ không có vô nhiều. Thành ra so với trong chùa chiền với lại am miếu vậy đó, thì phần lớn là người nữ đi vô. Đó là do cái tâm tính của họ với cái nghiệp tục sinh của họ, họ vô hay cầu xin cái này kia, chứ người nam không có. Chứ thật ra người nam trong thời Đức Phật đi tu rất nhiều, mà người nữ thì rất ít. Vì phần lớn người nữ phải ở nhà xong gì đó, nhưng mà nếu có vô sinh đó, thì Đức Phật không cho. Đến khi mà bà kế mẫu của Đức Phật nhờ sự giúp đỡ của ngài A Nan là Kapiya, là cái gì ta? Kapiya là cái người mà như là tiếp, tự nhiên quên tiếng Việt Nam gọi gì ta? Ủa, còn vậy Kapiya đó thì mới nói đỡ, thì Đức Phật mới cho người nữ đi tu, thì lúc đó mới có cái Tỳ Kheo Ni. Thì con nghĩ với con, người nữ đi tu bây giờ là do cái lòng tin nhiều hơn, là do cái sự mà dùng lý trí hiểu biết về cái đạo, cái giáo lý, cái đạo Phật, mà cái giáo lý của Đức Phật dạy. Thì con nghĩ vậy đó. Thì họ thì thường bây giờ họ kêu là thiện nam tín nữ thôi, đó là như vậy. Dạ cũng hết giờ sư, con xin trả máy lại sư. Alo, 123 123, có nghe ở không? Kem à, đi vào trọng tâm như vậy thì quá tốt rồi. À, người cấp phi giá của Đức Phật hay là người thị giá chính là ngài Ananda,
xin phép coi như đưa ra những cái lý do chính đáng, cho nên Đức Phật nghĩa là qua ba lần ha, cho nên Đức Phật mới cho người nữ xuất gia. Nhưng mà để cái tánh ngã mạn của người nữ không được trỗi dậy thì Ngài chỉ dạy bát chánh pháp, tức là tám cái điều cung kính, thực hành tám điều cung kính đó thì mới được cho tu. Nói lại trường hợp là thời kỳ của Đức Phật, nam nữ gì cũng bình đẳng, chứ không phải nói người nam chứng đắc mà người nữ không chứng đắc. Đại khái như trường hợp bà Visakha đi đến thọ bất quan trai giới, nơi Đức Phật đi với 500 bà nữa, chứ không phải là một bà hai bà, kéo một cái hội chúng đông như vậy mà tới thọ bất quan trai. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là trường hợp đó người nữ cũng tu dữ dội chứ không phải là không. Và trường hợp của nàng Samawati, nghĩa là cái niềm tin, cái trí tuệ của hoàng hậu Samawati và 499 tỳ nữ kia, chấp nhận ngồi nghe một người tỳ nữ của chú Tara thuyết giảng về giáo pháp mà họ cũng chứng đắc thánh quả tu đầu thì như vậy, trường hợp như vậy thì chúng ta nói là sao? Nam nữ gì cũng đi tu hết đó. Nhưng mà cái giáo pháp này là cái giáo pháp dành cho trí tuệ. Hạnh của Đức Phật Gotama là cái hạnh tu về trí tuệ, chứ không phải hạnh tu về đức tin. Bây giờ người nữ đi tu nhiều vì đức tin, chứ không phải đi tu nhiều về trí tuệ. Do cái niềm tin đó rồi mới bày đặt ra cái này, bày đặt ra cái kia. Chúng ta thấy âm thịnh dương suy thời buổi bây giờ. Cho nên giáo pháp càng ngày nó càng giảm đi cái thiện pháp mà ác pháp thanh khởi. Nhớ rằng cái hạnh của Đức Phật của chúng ta chính là cái hạnh trí tuệ, cho nên để rút ngắn con đường giải thoát, tức là còn 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, trong khi các vị kia 40 A Tăng Kỳ, 80 A Tăng Kỳ về đức tin, về tinh tấn. Vậy thì trong cái câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề nhân quả, chúng ta không nên buông lung, không nên cẩu thả, mà sử dụng cái trí. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Khi cái quả đến thì chúng ta khóc lóc, than thở. Nhưng mà Đức Bồ Tát hay không? Tại cái nhân của chúng ta, cho nên cái quả nó mới thế này. Thôi, buổi sinh hoạt đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong đời sống của chúng ta được an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin oai lực vô biên chư toàn giác độc giác và thính văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam thiện nữ rung Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tên là sát chấu hoa chê nạ sô thị vô hô tu sắp bạc đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh đầu vang của chư Phật. Nam mô Phật Thầy Nhã. Xin mời sư Công Nhật kết thúc hoạt của đạo tràng. Vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, tôn giả những đoạn kệ tán ác các hạng chúng sanh phi nhân, kinh bất được tuy tan. Yani tak futa ni sama kata ni puma ni waja ni wa antalike sape wa futa sumana pawantu atho besak kai kesunan tu fasitang tasma hi futa ni sambe tak sape betang
cà rô tham ma nu si ya pa cha ya di wa cha ra to cha ha rang pi ye pa linh ta sa ma hi de rak ta tha a pa mat ta yang tin chi vit tang i tha wa hu rang wa sa ve sa wa yang rat ta nang pa ni tang na do sa mang a thi ta tha ga te na i dam pi bo khe rat ta nang pa ni tang e te na sa che na sa wa ti ho tu khayang vira gang amatang pali tang yada chaga sak yamuri samahito na te na thamme na samathi kinh chi idam vi thamme ratanang pali tang e te na sai che na swati ho tu yam po tha se tho parivanna yi su ting samathi manang ta ga kinh yamahu samana te na samo na vichati idam vitme ratanang vani tang ete na sacce na vati hotu ye pukkala atta sat satang vasattha chatari etani yugani hantite dakhi naiya sukata sasavaka ete sudindani mahapalani idam visankhe ratanang vani tang ete na sacce na suvati hotu ye sapayuta manasa dalahena nikdo bu tamasa sangam hi te patipatta amata viyai halattham bhutan ting phun cha mana idam vi sanghe ratanang bani tang ete na sacce na suvati bhutu yathindakhi lo patthavang siyat chatap chukvate si asambakam bayo tathupamang sapurisang kodami yo ariya saicca ni awecca pasati idam visankhe ratanang vani tang ete na sacce na suvati hotu ye ariya saicca ni vipha vajyanti gambhira panye na sudesitani kincha pite hon supusappamatte na te phavang athamamariyanti i idam vi sanghe ratanang vani tang ete na sacce na suvati hotu sahava sada sada sampada yacchacchi tayasu dhamma chahita bhavanti sakka yadi tivichikicchi tayuchi silappatang vapi yadati kinchi chatuhapayehi cha vipamoto chachaphyuthana ni apappu katum idam visankhe ratanang vani tang ete na sacce na suvati hotu kincha viso kammang karoti papakara ye na vacha yura cetasa va apappo sota sabate chadaya apappa ditthapada gutta idam visankhe ratanang vani tang ete na sacce na suvati hotu quân áp gầm bề yết tha phu sát chấp gim phu sát tập đi gim hà nam ase bát mas minh gim hề ta thu pa mang tham ba varang ade sa jini pa na ca mừng ba ra mang hi ta ya idam bi bu the rat ba ni tang e te na sa che na sa va ti ho tu va ro va ran yo va ra do va ra ha ro anu ta ro tham ba varang ade sa yi idam vi bu the ratanang vani tang e te da sa che na sa va ti ho tu khi năng pu ra năng na vang na thi sam pha vang virata citta ya te ke pha vas bin te khi da pi cha avarun hi chanda ya tha ni pan thi thi ra ya tha yam pa di po idam vi sang khe ratanang vani tang e te na sa che na sa va ti ho tu yani ta phu ta ni sama ca ta ni cum ma ni va ya ni va an ta le khe ta tha ca tang di va manu sa phu chi tang phu thang na ma sa ma su va ti ho tu yani ta phu ta ni sama ca ta ni cum ma ni va ya ni va an ta le khe ta tha ca tang di va manu sa phu tang tham mang na ma sa ma su va ti ho tu yani ta phu ta ni sama ca ta ni cum ma ni va ya ni va an ta le khe tathagatang deva manu sapu chitang sangkhang dhamma sama suvati hotu.